Hi, hi anh em. Không cần nghĩ, tướng nó xấu như này thì lấy con gì nữa anh em, chỉ lấy con này thôi. Không cần nghĩ. Mua được thẳng được không nhỉ? Em đánh gì? Rồng này, teo này. Nhìn bao nhiêu con teo là biết liền. Mười mấy con teo rồi em ơi. Thừa thì mình lấy thêm con Sephira nữa, không thì thôi. Ô, bọn này không đứng ngay đứng thẳng cho mình bắn à? Buồn thế. Ulti 13 vàng anh em ơi. Không kịp lấy. Thú à? Không có thú à? Có. Đi. Thú giữ lại được này cho con teo được em tạm được tạm mới được ối ở con teo bắn đau thế đi đi ulti đúng rồi ok chắc mình giết được thêm một bạn nữa teo ulti tiếp này teo ulti tiếp này ấy 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 đừng 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 đúng rồi teo ulti không trúng hai một bắn trước bắn trước bắn trước bắn trước rồi anh bốn cung luôn được này được nhỉ được nhé trông phải thắng đấy đó, mình bán con pháo thủ đi liền này ui thắng anh em ơi bốn cung rồi à, được trận này đánh làm tí nhỉ làm tí cung nhỉ làm tí cung được không nhỉ được đấy nhỉ 30 vàng này 29 29 cũng được không thành vấn đề 29 cũng được mong pha này thắng phát bốn cung cũng khá là khỏe không phải yếu đâu phải yếu đâu có một cái này cho con voi luôn được của nó đấy trận này mình roll level 7 luôn không roll level 7 thôi roll level 8 nhé level 8 thì con này vẫn là 35% hay level 9 nữa level 9 tại kiểu luôn level 7 thì có 35% rồi này anh em sẽ luôn được sớm này tìm được yon sớm này tranh nhau yon với các bạn đấy này luôn ở level 8 thì em sẽ có đủ tướng hơn anh em sẽ có nó được 6 cung với cả hai con thủ nữa thì trận này mình sẽ là thủ một con voi và con thợ săn quỷ còn lên level 9 thì anh em sẽ có khả năng có ra tướng 5 vàng nữa nên là khả năng trận này đánh phát 9 nhỉ là một trận phát 9 nữa không chơi phát lên level 9 luôn ấy không chờ đợi ai ở bất kỳ điều gì nữa hai choi nhiều choi phết choi mình thường không đánh ám ma tộc bạn này có thể tranh cung mình nè 16 con thoải mái tranh thoải mái em ấy ai ôi ôi gì đây gì đấy các bạn ơi thêm QC nữa rồi I was doing fine without you saying stupid lies tear away from my giving in to all emotions is this what you want is this who you are ôi trời chơi game dễ dàng này thôi mà có gì khó cả đây là voi không được triển vọng anh em ơi trận này là một cái trận triển vọng đấy tướng đồ ra như này rồi thì đeo tin một phát thì ngon
Quý lương máu. AT làm gì đi. Mày. Lấy cái này đi, có tí này đi. 2 AT nhiều đam nhất à, nhưng không sao, cứ cho con Teo đi. Tin tưởng Teo anh em ơi, tin tưởng con Teo. Hay 2 AT 2 khỏe hơn nhỉ. Tin tưởng Teo. 1, 2, 3. Bán luôn không sợ. Is this who you are? Is this who you are? I was doing fine without you. Cung thủ đỡ đòn liền. Ồ, bạn có thương này anh em ơi, để ý cẩn thận nhé. Lo xin đôi. Đúng rồi. Xin đi truy hồn nữa, xin đi tiết. Đúng rồi. Để chứ trận đầu thua hơi vậy, tại vì đấy chưa kịp mua tướng thì hơi ấy không, không thì à có một cái đấy mua Dashi nhá, quên khi còn quên mua Dashi. I was doing fine without you. Ôi rồi ý hí 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 khoái liền. Chắc bọc. Nghe bọc luôn đi. Thú thiết gì. Thiếu Yon thôi. Con chủ lực thì mình cũng thiếu à. Chỉ cầm bao nhiêu con Yon à? 3 con Yon à? Cũng tính á, nhưng bạn này thú 3 con Yon thôi mà. Hay đôn tí ở đây 7 không nhỉ? Chứ mình chơi chơi cung mà không có Yon thì chơi được cái gì anh em. Lò cái xiên mình rồi. Mày xiên. Chuỗi thắng đến chết không nhỉ? Thua một trận đầu nhưng mà chuỗi thắng đến chết đấy nhỉ? Argentina không nhỉ? Như là Argentina luôn vậy. Chưa có voi trận này nữa. Voi đâu? Trợ thủ. Ôi giời ơi. Tí mấy bạn ấy cầm mấy con thên vào là cũng bổ đầu mình phết anh em ơi. Tí nữa mà gặp mấy con thên là cũng khổ đấy. Người chẳng vừa đâu. Thường bắt đáy rồi không? Quả đấy may nhỉ? Tại sao nó lại bắt cái đáy bên này và thi thoảng nó bắt đáy bên kia nhỉ? Tí không hiểu. Không hiểu. Mày đi. Ngon quá, 2 AT ơi, 2 AT gánh quá. Chuỗi thắng vẫn còn. Yon đâu nhỉ? Yon đâu nhỉ? Tôi lo đấy, còn chưa có voi cơ. Trận này có ai đánh voi đâu. 17 con voi, 15 con Yon. 13 con Yon chứ rồi. Bạn người thì 5 con Yon mình. Lại còn đồ ra đồ của Hắc Ám nữa. Quá muộn để thay đổi cục diện trận đấu nhỉ? Mình có thay được trò không? Người đánh Hắc Ám nhỉ? Cười ghê. Man lấy gì? Ê, bắt đầu thấy cũng hơi kỳ nha anh em nhá. Bây giờ thay trợ thủ là cũng ngon này. Ê, con nắc. 11 con nắc. Xong tí mình bán hết đi.
Ê, ra rồng ra nắp phát là mình bán hết đi thật đấy. Trận này không ra Yon mà. Không ra Yon, không ra Void. Mua con về. Ê, cũng phải cân nhắc đấy nha anh em nhá. Nhớ lúc mình chơi mà ông trời nó không muốn mình chơi anh em ơi. Chơi. Ok chơi. Quỷ liên. Chơi được anh em ơi, phải không chơi được đâu. Không phải là không chơi được đâu. Đánh thủ một tí nhá. Xong mình đảo sang trợ thủ. Chắc là trợ thủ thôi. Hoặc là chả có voi. Anh em ai cũng thấy không? Ông trời bắt mình đánh. Thề. Không hề cố ý. Nhưng mà ông trời bắt mình đánh thật. Ôi, mày hà bữa ấy bắn thương nó phát đúng rồi, xoay được, xoay được, xoay được, chuyên gia có con voi tốt, không có voi thôi. Hay hai bạn này đầu tiên này, một con rồng đây, rồng tâm trí hồn bán con teo đi đỡ mua nhầm. Uy tín, thay uy tín liền, bán thân cần. Ok. Pha xoay bài bất cả ngờ anh em ấy, bất cả ngờ liền, bất ngờ liền. Theo đây đi. Bắt mọi người kia ông ơi. Ai thương bên kia hết rồi. Bất cái ngờ liền. Rồng thổi đẹp. Xì nhẹ một tí tiết. Đúng rồi các bạn ơi. Chơi này đi. Chơi này hay đánh tợ săn quỷ nhỉ? Hắc ám tợ săn quỷ. Được không ta? Lâu không chơi. Trận này có 2 tợ săn rồi. Có sẵn tợ săn rồi. Trợ thủ. Tợ săn quỷ cuồng chiến hắc ám. Trợ thủ trận này cũng hơi tranh nhau. Alice không tranh nhau. 14 con. Cái gì nhỉ anh em nhỉ? Thật sự luôn ấy. Thề trận này bị làm sao ấy, trận này bị nguyền rủa rồi. Trận này bị nguyền rủa chắc luôn. Ồ, con đã có. Ai ai. Không làm 4 hắc ám. Đồng đôi thẳng. Má cái phàm bình đần độ. Red nộ. Mà phải đần độn qua mất cái chuỗi thắng 1 tỷ Việt Nam đồng của mình mất đấy. À chưa mất được. Rồng còn 7 con, nắc còn 7 con. Roll thêm 1 tí anh em ơi. Quy à, tôi quy không? 3 thợ săn, 4 hắc ám, bỏ con cung đi lấy con floor vào. Ok anh em. Hi. Mày vào đây. Săn quỷ vào đây. Chuẩn bài chưa? Chuẩn bài chưa anh em? Roll thêm tí nhá, 5 con. Phát 9, không cần roll. Chơi game là phải tự tin. Chơi game là phải tự tin anh em ơi. Ở đấy mình nhầm á, đấy mình không kịp tắt thương sao các thứ vậy. Chơi game là tự tin. Thời gian quỷ thế mình cầm con cuồng chiến đây, chính xác là nó đấy. Hoặc là anh thuê cũng được, tùy phai bài. Cuồng chiến đi, trận này nhiều good không? Toàn là cót. Cái trận này mình còn cần con đấu sĩ nhỉ? Mình cần Aduin.
Thương bên kia rồi đúng không? Ok, thương bên kia anh. À, một bạn thương bên này. Vẫn uy tín, vẫn uy tín. Con xuống kia không xiên được ai, rồng rồi trượt. Ok, trượt hết rồi. Pho xiên, pho xiên, pho xiên. Ui, không xiên gì. Rồng thổi. Rồng đánh thường. Làm gì cũng được, làm gì đi. Rồi, mất cái chuỗi thắng 1 tỷ. Ôi giời, ôi. Không sao, mình sẽ lên 9 sớm, mình chơi Richter 3. Nhưng mà ý tưởng là những ý tưởng đặc sắc đấy anh em ơi. Na cốt này vẫn còn phong này góc đây. Đấy em thấy nhờ góc đúng các bạn mà mình không ném vào góc đấy. Cao tơ mấy bạn cầm thương các thứ kia. Cách cầm thương bên này. Nó lốc cũng được. Voi bây giờ mới ra. Victor 2. À thêm chơi được. Thêm chơi được. Chơi thêm vào luôn không? Thêm 2 đồ. Chơi được. Thêm cả ngọc đại luôn không? Cho nó xuống nó bổ luôn. Thôi. Giờ cái Grab ở đây. Xong một đối thủ anh em. Giảm một thương. Năm, bốn, ba, okay, tiếp này anh em. Ui, lồng vọt cát đây. Vọt cát luôn. À đâu, ba cùng chiến. Ba cùng chiến thì mình mới bỏ con Irie đi này. Con cát vòng sau mình cho vào nhé. Cho mình cho hai con cùng chiến này vào. Bỏ con Then đi. Được anh em ơi. Nhưng mà con Then đang có đồ ngon nhỉ. Von cắt bay xuống. Con này cầm Richter cầm đồ. Được ta. Cân nhắc anh em ơi, để cân nhắc. Voi chắc bỏ. Voi chắc bỏ nhỉ. Voi chắc bỏ. Ok. If that's what you want, I would. Kiểu tìm con Arduin một phát nhé. Chứ tìm con Arduin. Để kích thêm đấu sĩ cho con Richter. Thấy liền. Doing fine with the on này vào tầm này đi. Dòng cốt chi hồn gây ra. Ok này đi. Còn thêm một tướng mình thêm con thêm con Then. Chắc thêm con Then thôi nhỉ. Chết rồi con Yon. Đang pha sau mình cho nó thổi trong góc bên kia cái góc này. Góc này thổi không được nhiều lắm. Được ok lắm. 6 cùng chiến thì sao? Cả làm gì có thể cùng chiến. Tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền cũng được. Chẳng quan trọng bằng anh quá anh em. Tiền một vòng, roll luôn thì cũng được. Is this who you are? I was doing fine without you.
Nên mình cần thêm một cái đồ 40 mana cho con Nakoth nữa này. Sát quỷ chơi Kane, thêm cầm thương, cầm cái hai đồ này, Richter đi xuống. Lên. Mày trừ chơi thêm nữa thì chơi Quy được. Quy cầm ngọc đại luôn. Nếu mà con Nakoth mình không cầm được đồ. I was doing fine without you. Hết đồ, hết đồ. Liliana, chơi Lily không? Chơi Lily nên không cần thiết lắm nhỉ? Lộc kỳ điền quá mà lúc nó counter mình. Cát mình không có sách thánh không có gì. Không có gì cả mà lúc này. Mình trách thương cái phát nhá. Phải rồi chưa trách thương ném bừa. Tôm, tôm cát, nam cót, rồng. Nam cót cũng chưa công ty được này. Cót đấy mình cần game đồ này. Ra đồ nó có rồi, khả năng chúng ta phải bị cường biến rồi anh em ơi. Vậy đảo cái này sang cho Victor đi. Và đảo cái ngọc đại này sang cho con Thên đi. Truy hồn nó mình đến con khác không nhỉ? Quy. Hay là một trận Quy. Con Thên ba đồ kia ngon, Victor đứng đây được. Săn quỷ cùng chiến. Chỉ hồn cho con cát đi. Quy bỏ. Quy bỏ lên. Victor 2. Nhà này thì mình chơi được này. Nhà này không sao. Victor 2. Với cái trận này mình nhiều tiền nên mình thích chơi gì mình chơi. Săn quỷ mình sẽ counter được hai nhà bán thần này. Chứ chắc counter được nhưng mà cũng counter được phần nào. Nhà bán thần này có truy hồn không? Có truy hồn. Cầm. Cầm chung cũng cầm. Không hề dễ dàng đâu. Đồ rắc không ra Arduin à? Chiến à? Victor 2 cát. Mình lấy thêm ấy rồi em ơi. Con cát ở đây là Arduin. Con cát đây rồi. Ok em ơi. Khá là an toàn pha này này. Bỏ này. Dòng thổi được này. Truy hồn tính hai kết này, tên bổ này. Con cát mình không có cái đấy để chơi con này tính truy hồn rồi. Chết. Chết thì chịu ấy, không làm gì nữa. Victor. Chắc nhận bạn này cho một bạn khác mình chơi bạn này thay. Từ mình gặp bạn cuối đúng không? Bạn này mình gặp bạn này Phương bắt đáy à? I was doing fine without you. Tính truy hồn đấy anh em ơi. Mày tính truy hồn rồi. Bạn đi. Bạn ba máu đi đi. Mình hơi sợ bạn ba máu.
ba máu vào bạn kia rồi. Chết rồi. Bạn mình sợ mình gặp anh em ơi. Bán thân mà mình cao tơ mà. Này con gì? Quy không? Chơi thêm con quy không? Thêm một tướng nữa mình thêm con quy nhé. Quy. Thêm. Cần thêm sách thánh nhé, con cát anh em, con cát. Có sách thánh, con cát thì sách thánh nữa là đúng là làm bố. Hiền đức săn quỷ đúng counter bán thân mà. Rồi sao counter được cái chắc là nó ngoài chúng ta bàn heo cầm na cót cầm vô cát bên kia dính truy hồn rồi mà nó không chịu chết anh em ơi, khó rồi anh em ơi. Làm cóc thì vẫn chưa lên, cát vẫn chờ. Sách thánh nhỉ. Lên nó có phát anh em ơi, lên nó có 2 phát. Nó có chui vào đây này, thì thả chỗ này ra cho nó có chui này. Rồng thổi thẳng không? Rồng thổi chéo. Rồng thổi chéo à. Đúng hướng rồi. Nó có chui vào đây, đúng đây luôn. Rồng thổi chéo góc này à. Không sao, rồi góc đấy thì thêm bổ. Ok. Ủa sao team mình làm gì chết hết cả con cát các thứ luôn nhỉ? Đam ở đâu ấy? Chết rồi. Đam ở đâu ấy nhỉ? Chịu luôn ấy. What the hell? Tắt được 2 con không lên. Chịu rồi, bây giờ không lên là con gì nữa, bây giờ lên là con gì nữa. Ủa lên là con gì nữa, na cót chui vào đây mong. Thể con rồng mình, con rồng mình chết đúng nhanh luôn ấy. Sai nhái thật. Nó chưa dặn được hết mà nó đã chết rồi. Đam ở đâu nhỉ? Thế này bổ điên thế á? Bán thần.
Bán thần cộng 40 mana là bổ được luôn rồi. 35, 40, ừ. Hectic. Ba con thiên này điên đấy. Thiên Hectic truy hồn này điên đấy. Đúng chịu luôn mà. À đấy mình chạy kiểu gì nhỉ? Ở đây khả năng mình phải đẩy đẩy con thiên nó bổ vào chỗ khác. Nó bổ vào con Volcat mình còn không sống được mà anh ấy. Khi điểm giáp Gaia cho không, con rồng phải ba đồ đấy nó mới thổi được. Ta đang thêm bổ điên mất. Thêm. Ờ, vậy thôi anh em ơi, mình đây kết thúc rồi. Bạn thích kênh trên thì hãy like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý bạn thấy giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.